tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy." Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Suy niệm: qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mọi người chớ cứng lòng tin mà hãy xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa, nhờ đó biết canh tân và thánh hóa bản thân. Sau biết bao phép lạ Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng, thế mà vẫn có nhiều người chưa tin vào Người. Chúa từng chữa lành cho người bệnh tật, đau yếu, đuôi mù, què quặt và tha thứ cho cả những người tội lỗi. Đó thực sự là những dấu lạ nhãn tiền cho thấy nước Thiên Chúa đang hiện diện ngay ở thế gian này. Những điều đó cùng chứng tỏ Chúa Giêsu chính là Đấng Emmanuel và là Đấng cứu độ thế gian. Thế nhưng vẫn còn có những người xin dấu lạ. Họ xin dấu lạ không hẳn vì sự khao khát và lòng mến đối với quyền năng của Chúa. Trái lại, họ xin chỉ vì sự khiêu khích và tạo cớ để cho Chúa vấp ngã. Tin mừng cũng đã từng kể lại việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ. Chúng khiêu khích và thách thức Chúa để người làm phép lạ hóa bánh từ cục đá, hay gieo mình từ nóc đền thờ Jerusalem xuống, hay như khi trên thập giá các thủ lãnh và lính tráng cùng buông lời cười nhạo và thách thức Chúa: "Nếu ông là vua dân Do Thái thì tự cứu lấy mình đi." Thế rồi, trước những yêu cầu đầy thách thức đó, Chúa đã không làm bất cứ một phép lạ nào. Với Chúa, phép lạ được biểu lộ cho những ai khao khát với sự khiêm nhường và lòng tin tuyệt đối, vô điều kiện. Những phép lạ Chúa làm đều xuất phát từ tình yêu, nhưng không của người để cho con người được sống và sống dồi dào. Khi Chúa thực hiện những dấu lạ, Chúa không cần người đời ca tụng, tán dương, nhưng trên hết, Chúa biểu lộ và thông ban tình yêu cho thế gian. Qua đó, con người được gặp gỡ với chính Đấng làm nên các phép lạ ấy. Bên cạnh đó, với óc thực dụng và chủ nghĩa cá nhân, con người thường hay đòi hỏi Chúa thực hiện những dấu lạ theo nhãn quan của mình. Vì thế, Chúa đã phê phán thái độ cứng lòng tin khi gọi thế hệ này là một thế hệ gian ác. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn đang thực hiện những phép lạ hằng ngày, hằng giờ trong cuộc sống này. Xin cho chúng con mở rộng trái tim và lắng đọng tâm hồn để lắng nghe, đón nhận và cảm nếm những phép lạ ấy, để rồi với sự khiêm nhường và lòng mến chân thành, chúng con tin tưởng sẽ được gặp gỡ chính Chúa, Đấng thực hiện các dấu lạ ấy.